Xin chào các bạn, mình là Đỗ Tuấn Đức. Sau khi mình có up một số video chia sẻ các cái clip đánh cầu lên Facebook, có một số bạn hỏi mình là làm thế nào để đập cầu được mạnh và chuẩn nhất, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của mình cho các bạn để các bạn có thể đập cầu được một cách mạnh và chuẩn nhất. Đầu tiên thì có một số bạn đập cầu không được mạnh thì vì mấy bạn cái động tác đến lúc tiếp xúc cầu nó cứng quá, như như này các bạn đập như này thì sẽ không được mạnh. Thì cái quan trọng nhất là trước khi tiếp xúc vào quả cầu thì tay các bạn được thả lỏng, thì lúc các bạn tiếp xúc vào quả cầu thì cái lực nó phát ra nhanh thì quả cầu đập nó được mạnh. Ví dụ như này các bạn cứng quá thì có cầu chỉ như này thôi, còn như mình trước khi đánh vào cầu các bạn phải thả lỏng, tay phải thả lỏng trước khi đánh, các bạn nghe tiếng đấy. Trước khi tiếp xúc vào cầu các bạn chú ý là tay phải thả lỏng, còn đến lúc đập vào quả cầu thì các bạn mới nắm chặt thật chặt cái mặt bơn vào, thì lúc đấy quả cầu sẽ được mạnh như này. Và một điểm nữa là điểm tiếp xúc cầu, tiếp xúc cầu các bạn phải đập quả cầu ở trước mặt như này chứ không phải ở trên đỉnh đầu cao nhất. Các bạn làm thế nào để có thể di chuyển về nhanh hơn quả cầu, để đến lúc các bạn bật lên đập quả cầu thì quả cầu luôn ở trước mặt các bạn, thì lúc đấy thì các bạn đập quả cầu sẽ được mạnh nhất. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Và mình chia sẻ thêm là đập cầu thì có 3 kiểu đập cầu. Một là đứng tại chỗ đập, các bạn phải đứng tại chỗ như này đập. Hai là bật xoay người, có nghĩa là các bạn lùi về và xoay người để đập. Kiểu thứ ba là bật hai chân, các bạn bật hai chân tại chỗ đập. Thì bây giờ mình cũng sẽ miêu tả từng kiểu đập riêng. Rồi thì mình đã ví dụ cho các bạn 3 kiểu đập cầu. Thì và mình nói thêm là có một số bạn hỏi mình là đập xoắn vặn bắp tay hay là đập gập cổ tay mạnh nhất. Thì theo mình, kinh nghiệm cá nhân của mình thì cả hai kiểu đập cầu trên thì đều đúng. Nó sẽ áp dụng vào tùy trường hợp. Ví dụ như là các bạn đứng ở ô 1 này, các bạn đập chéo sang bên kia thì đương nhiên là các bạn phải gập cổ tay thì cầu mới chéo được. Còn đâu cái đập bắt xoắn bắp tay thì áp dụng cho trường hợp các bạn đứng ở O2, các bạn đập chéo sang O2 bên kia, thì các bạn đập chéo như này thì cái cổ tay các bạn đương nhiên nó phải vặn sang bên kia, thì đấy thì nó mới có thể chéo được quả cầu. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn hai cái kiểu đập là đập gập cổ tay và đập xoắn bắp tay. Thì vừa rồi là động tác đập xoắn vặn bắp tay. Thì vừa rồi là những chia sẻ cá nhân của mình. Thì mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn nâng cao được quả đập cầu, làm thế nào để có thể mạnh hơn và chuẩn xác hơn.
và cũng giải đáp luôn cho các bạn là đập gập cổ tay và đập xoắn bắt tay là như nào. Và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này của mình. Và thời gian này mình khá rảnh, thì các bạn nào có thắc mắc gì hay là có những câu hỏi gì về cầu lông, đặc biệt là trong đánh đôi, thì các bạn có thể comment bên dưới, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình để mình có thể giải đáp cho các bạn. Và mình hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video tới.